thì tôi xin đọc nguyên văn và tôi có diễn giải trong này, mời các bạn coi rồi các bạn nhận xét thêm. Tôn trọng anh thì anh có nói rằng thôi đừng nêu tên anh ra, một lúc nào có điều kiện anh về nước anh sẽ cùng tôi lên nói chuyện, bởi vì nếu nêu tên anh ra thì cộng đồng ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức rất nhiều người biết anh ta. Thì cái bài tâm thư của anh thì tôi xin đọc nguyên văn, không thêm không bớt một chữ. Cái chữ đầu đề của anh là hận thù. Thì trước tiên tôi nói cái hận thù thì tôi xin dễ giải trước. Thì anh ta nói thế này: ai là người có quyền hận thù và ai mà là người có quyền bỏ hận thù? Ngày hôm nay nếu ai đó vẫn còn mang trong lòng những hận thù thì trước hết hãy thù hận thực dân đế quốc đã dí súng vào tay bạn, bắt bạn phải đi lính cho họ, bắn giết lại chính đồng bào mình nếu chẳng may bạn không thể trốn thoát được trong các đợt đôn quân Bắc lính. Xin mở ngoặc, anh ta thí dụ tên Ngô Kỷ nhờ trốn đi quân dịch ngày ấy, tức là trốn đi lính Việt Nam Cộng Hòa, mà nó đỡ phải cầm súng của đế quốc gây nợ máu với nhân dân mình. Nhưng giờ đây nó lại hô hào chống cộng ở tận phố Bonsa, California, Hoa Kỳ. Rất tiếc thay. Tức là ý anh ta nói là cái tên này đã từng rất sợ chết, trốn chiến tranh, nhưng cũng may cho ta là chưa dây nợ máu, chưa cầm súng bắn lại đồng bào. Nhưng anh ta bây giờ lại hô hào chống cộng rất cực đoan ở bên California, Mỹ. Tôi xin đọc tiếp: và ai đéo đó nếu còn hận thù thì hãy tự thù hận với chính mình, đã trót dại cầm súng cam tâm làm tay sai cho ngoại bang chỉ vì muốn có lương cao, muốn gia đình vợ con được sống an nhàn nơi phố thị, né tránh chiến tranh do đế quốc và chính mình gây ra. Vậy nên nếu có chăng hận thù thì phải là những người dân vô tội, ông già, bà già, phụ nữ, trẻ em và cả những vệ quốc quân đã bị bom đạn, chất độc khai hoang, dioxin của bọn thực dân đế quốc và bị lũ tay sai gieo đau thương chết chóc trong số hơn 30 năm chiến tranh xâm lược. Vâng, chính họ mới là người được quyền căm thù. Bởi vì sao? Họ đã sống trong sự đàn áp, sự tàn phá đất nước quê hương của ngoại bang và bọn tay sai, đã gieo chất ơi xin tàn phá quê hương đất nước, bao nhiêu rừng trụi hết, bao nhiêu người ảnh hưởng chất độc da xin, thì chính những người này mới được quyền căm thù. Nhưng họ bỏ căm thù không là quyền của họ. Thế mà chỉ mới hơn 20 năm hai nước Việt Mỹ lập lại quan hệ ngoại giao, và cho dù trên thực tế đến tận bây giờ vết thương chiến tranh vẫn còn đang rỉ máu trên quê hương mình, nhưng hơn 90 triệu dân người Việt Nam tại quê nhà đã và đang chủ trương một chính bỏ làm 10, đánh kẻ bỏ đi chứ không ai đánh người chạy lại. Đó là chính sách hòa hợp dân tộc, tất nhiên hòa hợp chứ không có hòa giải, vì nay chiến tranh đã không còn, đã thuộc về dĩ vãng, và lại nó cũng là được giải tại hòa đàm ở đây, tức là theo cái nghị quyết 36 của Trung ương là ta có hòa hợp chứ không có hòa giải nữa. Các bạn nên nhớ kỹ cái nghị quyết 36, chứ nhiều kẻ nhầm lẫn vô thêm cái từ hòa giải là không đúng, vì đây là ta kêu gọi hòa hợp chứ không phải mời chúng hòa hợp. Từ những năm 1973 rồi, giữa những người Việt Nam với nhau và giữa những cựu thù, hôm nay sau hơn 40 năm cuộc chiến chống ngoại xâm kết thúc, đất nước đã thực sự hòa bình, giang sơn gấm vóc đã liền một dải, cây cỏ núi rừng, núi xa xôi đến đồng bằng hẻo lánh bị chất độc khai hoang tẩy trắng trước đây nay cũng đã phủ lại một màu xanh, tín hiệu của sự hồi sinh của mầm sống. Con người vết thương chiến tranh đã và đang kéo da non trên cơ thể, thương tật của hàng triệu triệu con đất Việt. Có lẽ nhờ đó mà lòng đố kỵ, sự hận thù của trên 90 triệu người dân Việt Nam trong nước cũng dần phôi pha sao nhãn, lãng quên.
để dành chỗ cho tâm hồn thanh thản, bình yên, mưu cầu cho một tương lai nó hạnh phúc. Tức là sau họ bình rồi, kể cả một số đã từng phục vụ trong chế độ cũ, họ muốn quên đi quá khứ, đa số đều hòa đồng cùng với toàn dân để xây dựng đất nước. Cụ thể ở Việt Nam chúng ta thấy không? Rất nhiều người đã từng làm ở dưới chế độ cũ, đã từng đi lính chế độ cũ, nhưng sau hòa bình rồi, họ rất chăm chỉ làm ăn xây dựng nước, rất nhiều người rất giàu có, thấy chưa? Đấy. Và chính phủ nhà nước ra luôn tạo điều kiện cho mọi công dân đều bình đẳng được làm ăn, chứ không phân biệt. Và các bạn đều thấy chung của các bạn, đều thấy rõ ràng như thế. Nói tóm lại, tuyệt đại đa số người dân trong nước được sống trong hòa bình, không còn bom rơi đạn nổ chết chóc, nên rất chăm chỉ làm ăn, làm giàu cho chính bản thân, cho gia đình và cho quê hương. Họ không còn nghĩ đến chiến tranh nên cũng quên mất hận thù. Vì chính những con người trước đó không lâu đã theo địch rước roi về vậy mà tổ. Cuộc sống ngày nay đã thật sự an bình, đất nước ngày nay phát triển phồn vinh, nên nhà nước chủ trương hòa hợp và khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc. Thế mà một số phần tử nhỏ bé phản động cực đoan ở hải ngoại luôn tự chuốc lấy hận thù, tức là kẻ thua cuộc hà hơi tiếp sức cho một nhóm ơ hợp ngụy còn sót lại trong nước. Do không kịp tụt quần áo bỏ chạy, trong ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng tìm mọi cách mọi thủ đoạn nhằm quậy phá cuộc sống bình yên của đồng bào ta dưới các chiêu bài tự do dân chủ nhân quyền, và mới đây lại có thêm môi sinh môi trường thiên tai dịch bệnh. Tức là một số này không kịp chạy ra nước ngoài, ở lại vẫn có những cái hành động tôi gọi là bọn phản loạn. Thì sao? Bọn nó ấm ức cay cú vì mất hết quyền lợi gắn bó với chế độ cũ, để nguyện làm tay sai để hưởng mộc lộc. Chúng là tất tần tật. Những kẻ chống cộng cực đoan luôn đổ tội cho chế độ đương quyền. Cái gì chế độ đúng tốt chúng đều không nói, nhưng những gì chưa đúng chưa tốt lập tức chúng khuếch đại lên thành thảm họa, là lên dây cót cho chính chúng nói. Những thây ma đang hấp hối, tuy nhiên lưới trồng lộng lộng, bọn chúng không thể qua mắt được quần chúng nhân dân. Nhất cử nhất động chúng đều bị theo dõi bám sát tóm gọn, và cho và rõ để nước này mãi mãi trường tồn cho sự bình yên ấm no hạnh phúc. Tức là chúng chúng vẫn hiểu là một cái việc gì cũng đều rơi vào trong thế trận lòng dân, và không có gì bằng cái lực lượng quần chúng là tay mắt của chính quyền. Và nhà nước luôn luôn chủ trương là phát động quần chúng, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, nên dù chúng làm gì chăng nữa cũng không thoát khỏi được tay mắt nhân dân. Vì tất cả nhân dân đều muốn sống một cuộc sống yên bình, không muốn có sự phá hoại để đất nước được phát triển. Hận thù của những kẻ thua cuộc rồi cũng sẽ vĩnh viễn ra đi trên đất khách quê người, chắc chắn sẽ là như vậy. Đó là cái bài viết của anh ta. Và một cái bài của anh ba này nữa, thì anh có thêm một cái từ cảnh giác. Trong thời chiến, tôi có nghe một cụm từ cảnh giác cách mạng. Thế còn trong thời bình ngày nay thì sao? Ta cần dùng đến cảnh giác nữa không? Anh ta ví dụ, tôi cho rằng hai từ cảnh giác phải luôn được hiện diện trong mỗi con người chúng ta. Đơn cử vừa vài ví dụ nhỏ, hàng ngày khi đến chỗ đông người, chúng ta đều được nhắc nhở: hãy đề phòng, cảnh giác, coi chừng bị móc túi rạch giỏ. Khi chạy xe ngoài đường phải cảnh giác nhìn trước ngó sau, coi chừng bị chúng giật điện thoại di động. Ở bên Mỹ, khi ở chỗ vắng người, đậu xe chỗ vắng cũng cảnh giác, coi chừng bị chúng dí súng vào đầu và chúng ăn cướp. Khi đi vắng khỏi nhà thì chúng có thể đột nhập vào nhà khiêng được bất cứ thứ gì có thể ra, cho nên cái cảnh giác không thừa. Cá nhân tôi, coi chừng tức phải cảnh giác đề phòng. Vì ngoài các thứ coi chừng nhỏ nhặt nêu trên, tôi còn luôn quan tâm để ý đến mầm mống trỗi dậy của các thế lực thù địch trong nước, được bọn chống cộng cực đoan ở nước ngoài hà hơi tiếp sức, giở trò quậy phá cuộc sống bình yên của nhân dân ta với những chiêu trò ranh ma xảo trá. Thì các vị vừa rồi thấy đấy, bọn nước ngoài
luôn luôn là kích động một số trong nước gồm nhiều thành phần để luôn luôn phá hoại, luôn luôn gây bất ổn trong nước. Chúng có thể dùng tiền mua chuộc những cá nhân, chứ không, chúng không dùng tiền mua súng, mà chúng dùng tiền để mua chuộc những cá nhân, nó còn nguy hiểm. Chúng gieo mầm mống chống đối nhà nước, kích động phá hoại trong nước. Tôi kiên quyết cho dù suy nghĩ hành động này có thể hiểm nguy đến thân thể, sẽ không bao giờ chấp nhận cho bất kỳ một ai nhân danh tự do, dân chủ, nhân quyền tìm cách phá hoại đất nước này thêm một lần nữa. Vì thế bọn bao que sọ lá đang được sống trong sự khoan dung, lòng dĩ tha, gác lại quá khứ, xóa bỏ hận thù của đồng bào trong và ngoài nước, mà cần giở trò gây hoang mang, làm xáo trộn cuộc sống bình yên, gây chia rẽ khối đoại đoàn kết dân tộc bằng nhiều chiêu thức hội họp, tuyên truyền, kích động, biểu tình. Và mới đây chúng dám sử dụng lại các quân trang quân dụng của ngụy quyền để đóng vai ngụy quân Việt Nam Cộng Hòa, mang quần áo rằn ri có gắn logo báo đen Việt Đông Quân, dù thiên thần áo đỏ, ra mặt hoặc ngồi trên xe lăn nhẫn nhơ khắp phố phường để chứng minh ta đây là thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Thì anh này anh cũng đó điện thoại nói chuyện với tôi, nó không hiểu tại sao mà nhà nước mày lại để những tên ăn mặc những quần áo của chế độ Việt Nam Cộng Hòa của bọn ngụy quân lang thang lác đác vài đường nơi này nơi nọ, trong khi ở bên Đức không, trong đó nó có hiến pháp rõ ràng, có luật pháp quy định cấm mặc lại những cái trang phục của quân phát xít Đức trước kia. Nếu có họ bắt, trước tiên họ phạt rất nặng, tái phạm nữa họ sẽ xử theo luật định. Đó là bên nước Đức đó, một nước mà nguồn gốc phát xít Đức từ đó đã ra. Nhưng chính quyền mới họ không muốn nhắc lại những cái tội lỗi trước kia của họ, họ muốn quên đi quá khứ, nên họ muốn hiện diện lại những cái bộ quân phục của bọn phát xít hiện diện lại cho đất nước họ. Mà anh này thắc mắc tại sao Việt Nam lại còn để như vậy, anh rất là bức xúc. Thì anh có bức xúc, anh nói thế này, nói thiệt, tôi mà bắt gặp cho dù chúng ở bất cứ nơi đâu là lập tức lột mặt chỉ tên một cách kiên quyết, không khoan nhượng. Tóm lại, tôi yêu cầu mọi con Việt Nam mua cuộc sống yên bình thì phải đề cao cảnh giác, không chỉ cho hôm nay, cho ngày mai và cho muôn đời sau, mong lắm thay. Đó là cái nguyện vọng của anh ta. Một Việt kiều trí thức, anh ta nói anh ta chẳng cộng sản mà chẳng cộng hòa, nhưng anh ta nói anh ta là một công dân Việt Nam rất yêu đất Việt Nam, muốn đất nước hòa bình để phát triển như các nước tiên tiến. Mà đều đa số những Việt kiều đều có tâm trạng như thế. Thì các bạn nhìn thử thêm, đa số những cộng đồng người Việt ở nước ngoài họ đều chăm chỉ làm ăn, hoặc là chăm chỉ chăm lo cho con cái được học hành, được tiến bộ, để thể hiện người Việt Nam ở đâu cũng chăm chỉ làm ăn, thể hiện người Việt Nam ở đâu cũng phát triển được trí tuệ. Đó là luôn luôn cái tâm huyết của người Việt Nam ở nước ngoài đều muốn như thế. Và đây anh ta có ghi thế này, anh ta nói, mỗi lần Tết đến anh ta rất nhớ quê hương, rất da diết. Và anh nói rằng Tết này anh ta cũng sẽ về. Thì anh ta viết một lá thư gửi đến tình cảm của bà con xứ xa. Trước năm 1975, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, nhiều bà con xa xứ nghe qua bài hát "Mẹ ơi Tết này con không về" mà lòng nặng trĩu đau thương. Nhưng từ ngày đất nước không còn chiến tranh, nhất là từ khi có nghị quyết 36, thì với bài hát mà đúng hơn là một lời ru, quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, đã thực sự lay động lòng người, xoáy vào tiềm thức của bao người con xa xứ. Về, về đi em, Tết này con sẽ về. Và như thế đấy, từ hơn chục năm nay, cũng vào dịp Tết đến xuân về, thì khá đông bà con xa xứ không ai bảo ai, nhưng ai ai cũng chuẩn bị hành trang mua sắm, đặt vé máy bay từ vài tháng trước để giữ chỗ.
rồi lần lượt về quê ăn Tết. Họ đi như trảy hội, vui ơi là vui. Nên bà con ta phấn khích mà rằng, quê hương giờ đây lớn mạnh từng ngày, con rồng cháu lặc ngất ngây xứ người. Có người lại hát quê hương thay đổi từng ngày, mang dòng máu Việt thơm lây xứ người. Còn nhiều vô kể tình cảm của bà con Việt trên khắp hành tinh này qua con số biết nói của lượng kiều hối gửi về hàng năm tăng dần, nhất là dòng người về quê ăn Tết cấp bốn chân trời đều hội tụ ở đây. Xin chào thân ái. Đó là cái nỗi lòng và cái tình cảm của cộng đồng người Việt yêu nước. Đa số họ đều có những cái tâm tư, những tình cảm rất yêu thương đất nước. Có những người đã từng ở trong chế độ Nghĩa của Nghĩa quyền, nhưng họ cũng muốn quên đi hết tất cả. Họ chỉ muốn là đất nước này được hòa bình và yên bình. Họ có những người họ tâm sự với tôi, họ nói điển hình như đất nước Triều Tiên kia, hai miền chia cắt ở miền Nam mà không biết được đất nước mình ở miền Bắc như thế nào, ở miền Bắc không biết được đất nước miền Nam mình thế nào, mang tiếng là đất nước Triều Tiên, Hàn Quốc, hồi xưa gọi là Đại Hàn ấy. Rồi chưa nói đến tình cảm của những bà con thân thuộc xa cách 60 năm trời không gặp được, lúc gặp được thì cũng là những người gần đất xa trời. Rồi nói về mặt sĩ diện quốc gia, một đất nước, những đồn lính nước ngoài đóng quân trên nước mình thì thấy thế nào? Trong khi đất nước Việt Nam chúng ta non sông liền một dải, từ Bắc đến Nam, các bạn muốn đi đâu cũng được, có thể tìm hiểu khắp đất nước, có thể thăm hỏi mỗi thân nhân. Không một đồn trú quân nước ngoài nào có quyền đóng quân trên lãnh thổ Việt Nam. Đó là đất nước được độc lập, thống nhất lại cho đó. Nhưng có được cái đó, chúng ta phải trả giá bao nhiêu thế hệ để giành được. Thì chúng ta phải giữ lấy nó. Và hôm nay, cái bài nói chuyện của tôi đem đến cái tâm thư của một kiều bào yêu nước mà anh ta muốn tôi truyền đạt lại cho tất cả cộng đồng được nghe. Và một điều cuối cùng, anh ta rất mừng rỡ là có rất nhiều tiếng nói yêu nước thật sự ở trên mạng truyền thông để chống lại những luận điệu xuyên tạc, để cho cộng đồng kiều bào nước ngoài thấy được những sự thật của đất nước hiện tại. Đó là nguyện vọng tha thiết nhất của cộng đồng người Việt nước ngoài. Họ muốn thấy được tất cả sự thật của đất nước hiện tại, những điều tốt đẹp, những chuyển mình của đất nước. Chứ họ không muốn nghe những luận điệu xuyên tạc, vì đó là cái bản chất dối trá của bọn chống đối, nó quen rồi. Họ nghe biết, họ nhàm chán rồi, họ hiểu quá rồi. Họ hiểu cái bản chất của lũ này quá rồi. Đó là chuyên dối trá xuyên tạc, đó là cái nghề của chúng rồi. Cho nên anh ta cũng tâm sự với tôi, anh ta nói kiều bào nghe quá nhiều những luận điệu xuyên tạc dối trá của chúng rồi, tin kiều bào rất chán. Trước kia có một số cũng tin, rồi cũng hồ nghi, rồi cũng hoang mang, cũng lo lắng. Nhưng tới bây giờ kiều bào nhờ có những thông tin mà những công dân tích cực đưa lên mạng truyền thông để phản bác lại những luận điệu xuyên tạc đó, từ chỗ đó đồng bào nước ngoài mới tả hình dung như thế này là tôi hiểu rồi. Như cánh cửa nhà mình mở toang ra, ánh sáng tràn ngập vào trong nhà, thấy rất là sung sướng. Và cái bài nói chuyện hôm nay, tôi xin chào tất cả các bạn và xin kết thúc ở đây. Và xin được các bạn có những nhận xét quan tâm qua bài viết của anh ta. Đó là tình đáy lòng.